Hôm qua là không hiểu sao tự dưng sáng nay dậy bao nhiêu tin nhắn hỏi về cái kẹo ngủ trời thần. Em nói với chị là kẹo ngủ nhà em ấy, kẹo ngủ nhà em nó không phải là thuốc ngủ. Nó là một dạng giúp cho mình ổn định giấc ngủ. Em là không bị mất ngủ nhá. Áo đẹp nha, cái áo này mặc từ lúc đẻ con kiến đến giờ chị hôm nay phải chui vào vì cái vòng hai của em nó cũng quá to đấy chị ạ. À, tâm linh đá gì mặc cái này thì làm sao ai biết bụng 99 cả nhà. Hôm nay là có một cái hẹn đi ra ăn bún đậu buổi trưa, làm sao ai biết. Với cả là mọi người ơi, đang thực hiện chế độ ăn 16-8 nên là nói đấy các chị. Đây em xem nhá, ăn chế độ 16-8 hôm qua là uống 5 viên đốt mỡ vẫn thấy cái bụng lùm lùm chị, xuống 95 cm, 99 xuống 95 cm. Có thể là hôm trước lúc đo 99 là lúc mới đi ăn lẩu về, chị cũng chưa xuống được cân đâu mấy bà. Các bà, cái hôm trước đo bụng là 99 cm nhưng mà chắc là do đi ăn lẩu về, bây giờ còn 95. Nhưng mà em thực hiện chế độ ăn 16-8 được 2 đêm rồi các chị ạ. Bây giờ thằng căng chỉ, bác sĩ căng chỉ nó đến Sài Gòn nên là em mới định đi ăn sáng với nó, nhưng em vừa nhắn với nó rồi bảo là em à, em cố nhịn đến 12 giờ trưa được không, giờ đó mới là giờ chị được ăn. À đấy, quay trở lại vụ kẹo ngủ. Em sử dụng cái kẹo ngủ này này các chị là đã sử dụng được 5 năm rồi. Em dùng kẹo ngủ này được 5 năm không phải do em mất ngủ nha. Những người bị mất ngủ hoặc những người bị ngủ không đủ đủ cái độ sâu trằn trọc là nên sử dụng cái này. Những người mà quen thức khuya mà muốn ổn định lại giấc ngủ để cân bằng đồng hồ sinh học thì nên sử dụng cái này. Bởi vì cái này ấy, là nó sẽ giúp cho mình vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và dậy không đau đầu. Em sử dụng cái này là rất nhiều năm rồi, là chỉ khi nào em cần ngủ sớm để sáng hôm sau dậy sớm. Thay vì 3-4 giờ sáng em ngủ thì tầm 10 giờ em ngậm rồi. Em ngậm là tầm 30 phút sau là 30 phút sau là đã tỉnh, là đã không thể tỉnh táo, là đã buồn ngủ díp cả mắt lại. Thì cái hộp này này hàm lượng của nó chỉ có 5 mg nha. Mọi người lưu tâm là cái kẹo ngủ này hàm lượng 5 mg, không phải hàm lượng 10 mg. Nên mọi người sẽ sử dụng ngậm từ 2 đến 3 viên. Không sử dụng cho bà bầu. Chấm hết. Bắt đầu từ 15 16 tuổi trở lên đã bắt đầu sử dụng được sản phẩm này. Cái này thành phần của nó là thảo dược nha các chị. Thành phần của nó là thảo dược. Melatonin 5 mg. Tiếng Anh em đọc không được nhưng mà vì em đã xài cái này đến đây hộp hết hộp thứ hai rồi các chị. Đã hết hộp thứ hai này còn đúng 2 viên cho tối nay. Thoải mái nguyên thu, em đau dạ dày dùng bình thường. Em đau dạ dày dùng bình thường vì nó là thảo dược, hàm lượng 5 mg. Còn cái này có một nhược điểm này các chị. Một nhược điểm của nó chính là cái viên nó viên kẹo ngập nên mọi người phải sử dụng. Khi dùng xong, mọi người cho vào ngăn mát tủ lạnh giùm em. Bởi vì nếu không cho vào ngăn mát tủ lạnh, nó sẽ nở ra to cỡ này. Vì nó là thảo dược nên khi gặp không khí mình mở ra mở vô, nó sẽ bị toang. Toang ở đây là gì? Không mất chất lượng của kẹo mà là nó sẽ bị những cái không khí vào. Vì nó là thảo dược nên nó sẽ bị, nó không, nó sẽ bị nở cái viên thuốc ra. Đó, còn không thì mọi người dùng cái này dạng kẹo. Đó. Dạng kẹo, cái hộp dạng kẹo này là 550.000, 180 viên. Còn cái dạng ngậm này này là 565.000. Đúng không nhỉ? Chết mẹ rồi. Hình dạng ngậm là 565.000, 250 viên. Nếu em nhớ không lầm, bởi vì là rất hiếm khi em live stream cái kẹo ngủ. Nhưng mà vì tối hôm qua đấy, lúc ý em thật sự muốn live stream mọi người lắm. Nhưng mà em buồn ngủ như con chó. Em ngậm sớm để em ngủ vì em đói bụng với mọi người. Em ăn từ 5:30 chiều với con kiến, em đói quá. Nên là em đã nhịn. Em đã nhịn. Trời ơi, mọi người biết cái tính em rồi. Cái nết em buổi đêm em ăn cả con gà. Mà em đói gọi là như con chó sói. Nên là em phải dắp tâm buộc bụng và em đi ngủ. Nên em phải quyết tâm là em ngậm cái ngủ. Em hôm qua em ngậm 3 viên. Nha, nếu em nhớ không là bởi vì em xé mất cái mát đây rồi. 565.000, 250 viên. Và cái dạng viên là viên nhai nha, 180 viên, 550.000. Tùy
hàm lượng chúng nó như nhau nha các chị. Hàm lượng melatonin của nó như nhau là 5mg nha. Chị nào lấy chụp hình cho em. Cái này ấy, các chị này, khẳng định 100 phần nghìn, tại vì em xài nó là 2 hộp rồi, chuẩn bị tí ra quán lấy hộp thứ 3. Thứ nhất là nó không phải là thuốc gây ra việc của mình bị tác dụng phụ là 1, không ra gây phụ thuộc vào thuốc là 2. Các chị không dùng cũng bình thường. Em bảo là khi nào em cần ngủ sớm, em cần ngủ sớm là em sẽ xài cái này. Em cần ngủ sâu em xài cái này. Có những ngày kể cả ban ngày buổi sáng ngày này, em có những hôm em làm việc đến 4 giờ sáng, em rất là mệt, rất nhức đầu luôn. Kho bãi hàng hóa nó về, rất mệt. Em sẽ ngậm để làm gì? Để em phải ngủ sâu. Bởi vì là khi mà 4-5 giờ sáng ấy, thường thường mọi người sẽ thức luôn. Em ngủ rất sâu thì em phải ngậm cái này. Em ngậm rồi em ngủ đến tầm 10 giờ 11 giờ trưa em dậy là em làm việc nguyên ngày. Em chỉ bán cái em xài nha mấy chị. Em chỉ bán cái em xài. Các chị cứ yên tâm điều đó. Không bán những dòng ngớ nga ngớ ngẩn, những dòng liên thuyên mất sắc là không bán. Cái này sản phẩm của Mỹ nha, của Mỹ. Ok chưa? Đó. À em xin lỗi các chị là Hà Thủ Ô nhà em đang bị cháy hàng. Thật sự các chị luôn, Hà Thủ Ô cháy hàng 17 ngày. Phải 3 ngày nữa Hà Thủ Ô mới về đến Sài Gòn, các chị thông cảm. Tất cả những chị nào lấy đơn Hà Thủ Ô thông cảm, thật sự cúi đầu xin lỗi các chị. Cháy hàng 20 ngày. Thứ nhất là mưa gió, nguyên liệu người ta không đi khai thác, không có để sản xuất. Nhà em không dùng mấy cái gọi là bột Hà Thủ Ô, cũng không dùng mấy cái Hà Thủ Ô là mấy cái người ta lấy hết những cái vi chất bên trong rồi người ta mình dùng cái bã không có. Nhà em Hà Thủ Ô là tinh chất Hà Thủ Ô đỏ. Kẹo ngủ nó tên là melatonin của hãng Natural nha em. Melatonin nha. Em chỉ bán cái em xài, em khẳng định lại nha, chỉ bán cái mình xài thôi. Vừa mới ngủ dậy đấy, gội đầu rồi. Vừa ngủ dậy gội đầu. Và ngày hôm nay trời nắng như thế này, xin là em báo với chị luôn, ngày hôm nay trời siêu nắng mà em sẽ ra đường nguyên một ngày. Trời thần thiên địa.